bạn ta vậy được khi ông trăng chạy đầm lầy nơi khnông rít tay đi trong chu nọ bóng ôn chu đầm chuyện lúc khi ông sầm lực lại nơi nơi hà ta nơi chấm nói pí tim môi khi ông trăng được gì về đường ca lực lang bọc cả hà ta sầm đại cả hà ta sầm đại con chạp chiết nha bà con đại con chạp chiết đại cái bàn co sang rụp sầm nạ đại con nâng đôi mục sầm đại không sai hoàng ngày nữa và mà tên thứ về chết tận na và chết tận na bỏ nẹ đại ao thưa nức chỉ một xây nẹ đại đắc nom sang sang nơi rụp sầm nạ nâng cao bất mình đang thao rụp sầm nạ sai con nâng rụp riêng một dạng bạch tê bạn mình lúc cầu sầm mai cô nâng mình đang thao rụp riêng một dạng bạch tê tại chiêng chạm tại cả đặc bật bình chia bỏ nẹ đại đắc nom sang sang rụp sầm nạ nâng kỳ thưa đô cho rụp rụp hôn sàn rụp hôn sàn kỳ kết thao hôn sàn nức chia cái tu ong sạch con mối chập chiết nên không sạch lại tham ấy dương bị bẩn mà phải buồn được nên chỉ mở khơi bị tụm nô chất bị bầm nón bọc kê để cái thưa rụp nâng láng sang sang rụp nâng láng và hãy dựng đắng ấy bảo quạt rừng sạch con là chỉ sạch đây là chỉ côn ri và chỉ côn ri chỉ côn cả sự co cả hai đại bằng dây bảo quạt ta bảo quạt sáng cả hai đại chỉ khmer cả hai đại chỉ khmer pull quạt cả hai chữ khmer khmer vót đó bằng vốn khmer vót là khmer vót cứ mà nơi thảo bụng bả đái nó lọp trên đẹp thay là xa cà phê vót nâng nâng ai cụt cung bài tất chẳng hăn và xoắn nâng nâng ai hay câu nâng bàn thông thoát đằng cái đây nâng cứ bị vót ở ràm nâng bù mà đái bốc chưa bù vót trên đẹp đài thông thoát bị vót ở ràm ấy chả đáng 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 nâng chẳng mẹn chìa bùng sạch men chỉ bụi buông nên mơn mình gặp ở đây là thế nên sao mày ở đây cá nâng dương người bị bùa vật sạch con hay là đời xa tại sạch con người miền cả là miền cầm đất tôi chỉ rất chồng cả là chơi chơi chồng cầm đất là hai room cầm đất room cầm đất cho môi nâng xây xó đại chỉ bằng xây bằng cao đó bọc luôn đại chỉ kẹm hệ xây rồi bọc bằng bạt sụp đó bọc và room cầm đất khnía đam bay phương dân má cả hai ta đua đồng lùm mà bật bạc sự quân bật rồi có người ta là thầm lẹ rót ha thầm lẹ bật bạc sự quân bật nắng ở chỗ rồi có lẹ ti rịch bà lắng nằm bay khuôn bàn lắng sau rịch hay bật bạc nâng về mình tên tư nhưng đang hay bật bạc vì đã chuẩn vì đã sạch vì đã bỏ rọc mai nhưng lo lo cho nó là đại quận miền lẹ miền ca lẹ bằng khắp buộc sạch sọc chiêm sọc bà lý cam của bài của giang làm bay bọc bà hết sân cru chiết sân cru bà chia bà rọt quạt bà chia nơi riêng quạt sao mày nó cứ chả nè lọ lọ chả nè bà rụp đại dương trư sang song chia nơi mất tờ rụp này cả hai ta bà lưng khám ai nơi mất tờ rụp này mà hà vì đã bà rọc khám ai nó cứ dương mình cua nó tờ vô rụp sạch con mà sang sao đây bà sạch con khám yên sân mất tờ phòng khám yên sân nạ đại ấy đàm bay khát chia cầm rụ đo đó không ai dương chuyên ở đây không ai dương nơi sau máy cao thế vì áp miên và quát ở đây đại chiếc đông của phương thì và quát đây lịch thô dương kê cả hai ta là bay là bàn dương kê rừng bộ rương cả hai ta rốt bà hà tầm đẹp sạch đạch nâng anh rừng chạy bà lăng nâng chẳng bàn khuôn lăng sau đây chỉ sạch đạch nâng cứ viên miên bất và cọt cho mệnh nâng chẳng thà khá rông thạp bà nất đại kê mê cầm nất thạp đuôi bà đàm sang song rụp sầm nạ sạch con láng cứ đâm bay đầm rơi chất sạch con bạch bòn nâng đầm rơi chất đầy chô sàn nâng bù đầy chô sàn có trong bàn chân cầm đất bọc có trong bàn chân hay bà sẽ được quạt một bạn trong bàn cầm đất chân á quạt hàm khót nạ sang song à hàng khót nạ sang song nạ bụi đau cầm đất sang song nâng thà công tử sang song rụp chân chân mà bụi bà đôi nhìn quạt nông sạc cả rai quạt đất nôm vì mình lõ vì mình cả hai ta mình miết tầm lấy cục con nó cả đặt bằng hai mà cao cùng ru đó hôm nay chấm nón cao ấy kia thì ăn bị ăn sạ xong ở đây đã chưa cùng ru lọ lọ làm hạt sạ hôm nay chấm nón bồn bồn lọ lọ nó huy cháo na chấm chấm nón na đôi bà bát chơi màn tìm pơ đây cái này nó hay không chua bà bát chơi màn nó có miên làm hạt sạ lọ lọ đấy cao ấy mà tiệt nâng đôi bộ bát chăn ri chi ấy ấy nâng dương cua tại co sang rụ sầm nạ ở từng đằng ở bàn đó bà ông nó chưa biết xét
គឺប្រាំហាក់សត្វណាដែលការពារទឹកដីខ្មែរការពារកថាប្រជានរាជខ្មែរការពារផលប្រយោជន៍ខ្មែរទាំងវិរៈសត្វក្រោយវិរៈជនក្រោយមហាបរោះរត់ក្រោយគឺយើងកសាងរូបសំណាកនឹងដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយបានសិក្សារៀនសូត្រហើយយកជំរូតាមជាពិសេសសិក្សាពីទស្សនវិជារបស់មេដឹកនាំមួយមួយតែគាត់ដឹកនាំយ៉ាងម៉េចបានគាត់ការពារទឹកដីខ្មែរបាន ដឹកនាំយ៉ាងម៉េចបានគាត់ចេះស្រឡាញ់ប្រជានរាជខ្មែរស្រឡាញ់បព្វពៃនីសាសនាខ្មែរថែរក្សាការពារឲ្យបានគង់វង្សរហូតដល់ចំនួនយើងនឹងយើងឲ្យយើងសិក្សានឹងបើថាបង្កើតជាគំនិតទស្សនវិជ្ជាណាមួយសម្រាប់យើងចែកចាយទៅកូនខ្មែរចំនួនក្រោយតទៅទៀតមិនយកកថាទូអង្គចលមសិទ្ធទូអង្គដែលក្បត់រីកបល្ល័ង្កក្បត់ជាតិខ្លួនឯងយកមកតាំងរបៀបនេះទេ បាទខ្ញុំសូមធ្វើការរិះគន់ហើយសូមការកោតទោសមែនទែនចំពោះអ្នកដែលមានគំនិតដូចផ្ដើមសាងសង់រូបនឹងវាជារូបមួយដែលគេហៅថាបង្ហាញនៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅជនទុច្ចរិតមេដឹកនាំដែលមិនប្រកបដោយធម៌មេដឹកនាំដែលមិនមានទស្សនវិជ្ជាមេដឹកនាំដែលមិនមាននយោបាយធម៌គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដឹកនាំជាពិសេសមេដឹកនាំដែលគ្មាន អភិបាលកិច្ចល្អក្នុងការដឹកនាំអីវាមិនសមខ្លាយទៅជាគំរូឲ្យយើងសិក្សារៀនសូត្រតាមក្រោយនោះទេបាទហើយការដែលធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងហ៊ុនសែននឹងវាសមឥតខ្ចោះវាសមឥតខ្ចោះវាអត់មានខុសទេព្រោះហ៊ុនសែនយើងដឹងហើយប្រវត្តិហ៊ុនសែនតាំងពីការដែលគាត់ បានថារួមកំណត់គ្នាជាមួយខ្មែរក្រហមបង្កើតចលនាខ្មែរក្រហមគាត់មានអំណាចនៅក្នុងជួរក៏ហៅថាជួរដាក់រំដងខ្មែរក្រហមនៅសម័យកាលនោះរហូតដល់គាត់ហ៊ានក្បត់ខ្មែរក្រហមហ៊ុនសែនហ៊ុនណលហើយហ៊ុនសែននឹងគឺហ៊ានក្បត់ខ្មែរក្រហមដល់ពេលខ្មែរក្រហមដឹងផែនការក្បត់របស់ហ៊ុនសែនខ្មែរក្រហមរៀបផែនការដើម្បីកម្ចាត់ហ៊ុនសែនតែហ៊ុនសែនគាត់ដឹងតាន់ក៏រត់ទៅស្រុកយួនដល់ពេលរត់ទៅស្រុកយួនបាទក៏ បានคลายទៅជាគេហៅថាជានុយរបស់យួនគេហៅថាជាឧបករណ៍របស់យួនដែលប្រើជាធ្នាក់សម្រាប់តាក់ខ្មែរមួយចំនួនទៀតដែលមានកំណត់ក្បត់ជាតិខ្មែរនឹងដូចហ៊ុនសែនអញ្ចឹងនឹងដើម្បីបង្កើតក្រុមបង្កើតបណ្ដាញជាទៅជាឱកាសមួយដែលយួនបានគ្រោងទុករួចទៅហើយបាទដើម្បីចូលមកឆ្លៀនពៀនខ្មែរប្លន់ទឹកដីខ្មែរម្ល៉េះហើយគេលើកបន្ទប់ ហ៊ុនសែននឹងក៏ហៅថាជាបណ្ដាញបង្កប់មួយជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់មួយដើម្បីនាំផ្លូវឬក៏ក៏ហៅថាជាប្រព័ន្ធគេមួយដើម្បីចូលមកក៏ហៅថាក្នុងក្នុងរូបភាពមួយក៏ហៅថាចូលមកសង្គ្រោះខ្មែររំដោះខ្មែរពាន់បរិយ័ត 79ថារឿងហ៊ុនសែនទូអង្គហ៊ុនសែននេះវាមិនមែនជាទូអង្គនោះអ្នកដែលសង្គ្រោះជាតិអ្នកដែលស្នេហាជាតិពិតប្រកបរំដោះជាតិពិតប្រកបទេក៏ពិតទៅជាគ្រាន់តែជាការចាប់ឱកាសឆក់ឱកាសនិងគុកគិតជាមួយនឹងសត្រូវជុតខាងជាមួយនឹងយួននឹងដើម្បីតែអំណាចគាត់គ្រួសារបពុរបស់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេហើយជាពិសេសការពារនឹងអាយុជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ ដើម្បីផលប្រយោជន៍នឹងការពារយុវជនរបស់គាត់នឹងមិនមែនជាគោលដៅនៃការការពារនៅថ្វីតៃភាពខ្មែរការពារនៅប្រជានរាជខ្មែរចង់ឲ្យខ្មែររាប់លាននាក់នឹងរស់រានមានជីវិតឡើងវិញនេះគ្រាន់តែជាទស្សនីគ្រាន់តែជាការសូតតគ្នានិយាយតាមគ្នាដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយប៉ុណ្ណឹងទេអ្វីដែលជាសច្ចធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនោះវាគ្មានអីជាអាកម្បាំងលាក់ការពិតចំពោះប្រជានរាជខ្មែរ រាប់លានអ្នកនៅបានទេបាទខ្ញុំសូមចែករំលែកចំណុចហ្នឹងដល់បងប្អូនជួបរួមជាតិបានជ្រាបប្រវត្តិខ្លះពីមេដឹកនាំអតីតកម្ពុជាខ្មែរក្រហមហើយនៅបន្តការដឹកនាំនៅក្នុងនយោបាយខ្មែររហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែមានហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំដែលគេហៅថាធ្វើជាអាយ៉ងយួនធ្វើជាឧបករណ៍ធ្វើជាគេហៅថាជាបណ្ដាញជាភ្នាក់ងារ បំរើផលប្រយោជន៍ឲ្យយួននឹងឲ្យបានយួនចេះតែការពារអំណាចហ៊ុនសែនបាទការពារអំណាចហ៊ុនសែនតាំងពី40ឆ្នាំមុនមកដល់ពេលនេះនៅតែបន្តការពារអំណាចឲ្យហ៊ុនសែន
គេគិតថាកាលណាបើនៅតែមានមនុស្សល្ងងនឹងដឹកនាំនៅតែមានមនុស្សលោបលួននឹងដឹកនាំមនុស្សឆេវឆាវចរិតតហៅថាបែកជំនពីលនឹងដឹកនាំដរាបនោះគឺបើនេះថាខ្មែរមិនអាចងើបរួចទេបើខ្មែរមិនអាចងើបរួចទេហើយក៏ខ្មែរគ្មានអិសរៈភាពគ្មានអធិបតេយ្យភាពគ្មានអវ័យដែលជារបស់ខ្មែរនឹងពិតប្រាកដដែរហើយយូនគេមើលឃើញច្បាស់ណាស់ថាចង់គ្រប់គ្រងខ្មែរ បានតោះឲ្យគ្រប់គ្រងមនុស្សខ្មែរមានដំណងខ្មែរឲ្យបានសិនចង់យកទឹកដីខ្មែរតោះតែគ្រប់គ្រងមានដំណងខ្មែរនឹងបានសិនព្រោះយួនបដូរគោលដៅហើយបាទយួនហើយនឹងចិននេះមិនមែនដូចយួនចិនពីប្រវត្តិអតីតកាលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតកាលរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំមុននេះបាទរឿងយួននេះមិនដែលទៅធ្វើសង្គ្រាមបាទឆេះហ្នឹងក្នុងតំបន់ក៏ហៅថាតំបន់ឌូចិនយើងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងដែរ យួនណាទៅធ្វើសង្គ្រាមចូលទៅឈ្លានពានប្រទេសណាវាយយកទឹកដីពីប្រទេសណាបានទេប៉ុន្តែយួនវាប្រើល្បិចណាយួនវាប្រើល្បិចបានន្យថាយួនបានបដោះបដាកូនចៅគេចំនួនក្រោយហ្នឹងគឺបានន័យថាគេឲ្យកូនយួនទាំងអស់ហ្នឹងគឺដូចជារស្សីចឹងបានន័យថាយួននៅកន្លែងណាគឺដូចរស្សីនៅកន្លែងហ្នឹងរស្សីនៅកន្លែងណាក៏ដោយបដោះនៅកន្លែងណាមកគុំក្រោយពីគុំបងប្អូនកលែងមើលរស្សីរស្សីគឺមានកូនមានចៅ ដោះស្ញែងពេញនឹងតំណងហើយរស្សីនេះក្នុងទឹកក៏រស់លើគោក៏រស់ដែរអញ្ចឹងយើងមើលសកម្មភាពរបស់យួនយួនដែលវាកាហៅថាវាចូលមករស់នៅស្រុកខ្មែរយើងហូរចូលមកស្រុកខ្មែរយើងដោយខុសច្បាប់មករស់នៅគឺមកដំបូងគឺមិនដែលមកតាមផ្លូវគោកទេគឺមកដំបូងគឺមកតាមផ្លូវទឹកតែសម័យបច្ចេកវិទ្យាសម័យជឿនលឿននេះទេបានយួនជិះឡានយួនជិះម៉ូតូ យួនជិះយួនហោះអីមកសុខខ្មែរពីដើមយួនមកតាមផ្លូវទឹកនឹងបដែតតាមទូកតូចមួយមកយើងទៅពី3អាទិតអីមិនមកដល់ទឹកដីខ្មែរគឺមកសំស្ទាបស្ទួងបដាមកចឹងទៅលក់ដូររកស៊ីអីផ្សេងៗបដាតាមទឹកមកតាំងពីនៅតាមស្រុកតាមខេត្តរហូតដល់ដល់បដារិទ្ធនីភ្នំពេញដល់កណ្ដាលបេះដូងនៃប្រទេសជាតិ គឺយួនដូចអីចឹងបងប្អូនដូចដើមដូចអីចឹងក្នុងទឹកក៏ដោះលើគោក៏ដោះបាទគឺវាដោះហើយកើតកូនកើតចៅបាទកើតកូនកើតចៅរាប់សិបណារាប់រាប់គេហៅថារាប់រាប់ម៉ឺនរាប់សែនណារាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកលានអ្នកមកដល់ពេលឥឡូវនេះគឺរាប់លានអ្នកហើយយួនណាបាទរាប់លានអ្នកហើយអញ្ចឹងសពថ្ងៃនេះបើយើងបន្សុតមនុស្សថាមួយណាជាខ្មែរឲ្យពិតប្រាកដណា មួយណាជាយួនឲ្យពិតប្រាកដនឹងយើងប្រហែលជាចង្អុលមនុស្ស5នាក់ប្រហែលជាចង្អុលខុស3ហើយបាទចង្អុលខុស3ហើយអានេះសពថ្ងៃនេះនៅក្នុងជួរស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ណាគឺយួនពាក់កណ្ដាលហើយបាទស្ថាប័នខ្លះក៏ស៊ូងខ្លះយួនលើខ្មែរទៅទៀតប៉ុន្តែគេបដូរឈ្មោះគេពីប្រែឈ្មោះពីយួនមកខ្មែរអស់ហើយពីដែលគេនិយាយយួនមកនិយាយខ្មែរអស់ហើយបងប្អូនដោយឡែកអាយួនដែលមកនៅតាំងពី นาปีในรอบตัวสวัสดิ์หรือก็เจ็ดสัตว์สวัสดิ์มาเนาะยวนเนาะวิการในเรื่องตึกใดขมายเบียดได้ปุ๋ยได้เจียยวนให้เบียดใจในเย่เบียดซาขมายเรียนเบียดซาขมายเบียดเบียดอัดเบียดไอเจียยวนแต่ปัจจัยเอาไว้ได้ยวนก็หาทางนิคุมมาจวนยวนยวนได้โจรมาโคชบับได้ขึ้นเป็นฉบับตลอดโจรมาตามยืนร่วมเจาะละห่อตามแบบตามดอยสายตึกตามไอเอฟซีเอฟซีนั่นคือยวนนั่งไอคือเมียนมหิจตา บาดโฮจิมินห์บาดโฮจิมินห์คือมันเลยเกิดเพื่อคลุนเกิดโดยเชื่อหรือใส่เนี่ยในกลายนักก็ดอกได้บางคนในกลายนักก็ดอกในกลายนักก็เกิดโกลนก็ใจเลยในกรณีจะแสดงในขนมตึกรู้ในขนมตึกโดยที่เรื่องจ้าไม่ในยวนขมายใบประเภทนะใบจิตซานั้นรู้ในจิตขณีอัดบานเลยบางคนจ้ามก็มันไอในจิตยวนบาน ខ្មែរក៏មិនអាចនឹងចិត្តយួនបានយួនតែមួយគ្រួសារពីរគ្រួសារហ្នឹងគឺបានន័យថាបកកាសំខាន់បកកាអុកលុកយើងនឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងធុញទ្រាន់នឿយណាស់នៅក្បែរបានទេបើនៅលើទឹកក៏គាត់ជុះនោមគាត់ជុះលិមួកអីហ្នឹងដាក់ទឹកហ្នឹងបដែតមកឲ្យយើងនៅខាងក្រោមខ្សែទឹកខាងក្រោមហ្នឹងផឹកទៅអញ្ចឹងយើងនៅអត់បាននៅនឿយណាស់ធុញទ្រាន់គេធ្វើម៉េចឲ្យយើងនឿយណាស់ធុញទ្រាន់ឲ្យយើងបោះបង់ការរស់នៅកន្លែងហ្នឹងទ
ចំណុចខ្លះៗដល់ចែកចម្លែកដល់បងប្អូនជួយជិតឲ្យបងប្អូនពិចារណាលើចំណុចនេះហើយពាក់ព័ន្ធនឹងមេដឹកនាំដែលជាអាយ៉ងយួនហ៊ុនសែននេះដែលជាការជាភ្នាក់ងារជាបណ្ដាញ
ជាមនុស្សដែលយួនទុកចិត្តបំផុតនោះគឺហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយឥឡូវនេះបន្តពីហ៊ុនសែនគឺគេបំពាក់បំពន់យកតកូលហ៊ុនទាំងមូលហ្មងមកបងតកូលអីផ្សេងៗហ្នឹងມັນជាជ្រើសជ្រើសអីប្រមាណទេបាទມັນជាជ្រើសជ្រើសប្រមាណទេហើយតកូលយួនយើងបាញ់ទេណាយួនគេធ្វើដើម្បីយួនដោយចារកម្មរបស់យួនដែលខ្ល้ายជាខ្មែរនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នខ្ល้ายជាសម្ដេចឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីផ្សេងៗតាមក្រសួងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋរហូតដល
ក្រៅតែពីហ៊ុនសែនគឺកូនចៅក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងទៅដល់បានហាក់ជាចារកម្មបណ្ដាញស៊ីរងទីក្នុងនឹងរបស់ខ្មែរហ្នឹងដែលបកកើតនៅឧបសគ្គយ៉ាងច្រើនដល់ខ្មែរក្នុងការអនុវត្តទៅលើក៏ហៅថាវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌អីផ្សេងៗហ្នឹងយើងចង់ធ្វើអីឲ្យជាម្ចាស់ការរបស់ខ្មែរយើងគឺយើងធ្វើអត់បានរលូនអត់បានល្អទេបងប្អូនអត់បានរលូនបានល្អទេ បងប្អូនក្លែកមើលមេដឹកនាំខ្មែរយើងខ្ញុំមិនបាច់ចាំនិយាយទៅរាប់សតវត្សមុនទេត្រឹមតែយើងទស្សវត្សចុងក្រោយនេះបងប្អូនបីបួនទស្សវត្សចុងក្រោយនេះឃើញមេដឹកនាំខ្មែរណាក៏ដោយដែលស្នេហាជាតិពិតប្រកបស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិពិតប្រកបនោះគឺមិនន័យថាមានអាយុមិនវែងទេមានអាយុមិនវែងទេហើយគ្មានអ្នកណាមួយគេចពីគុករួចទេណាហើយក៏គ្មានអ្នកណាគេចពីក្របសំណហើយនឹង តបងហៅថាបំពុងទីបនឹងរួចតែគឺជួបស្ទើរតែគ្រប់រូបភាពស្ទើរតែគ្រប់គ្នាអ្នកដែលស្នេហាជាតិស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិពិតប្រកបមិនថាតែគណៈបកនយោបាយសកម្មជួនគណៈបកនយោបាយទៅសូម្បីតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយអ្នកវិភាគឯករាជ្យក៏ដោយអ្នកបរិស្ថានណាក៏ដោយគឺឲ្យតែស្មោះត្រង់ជាតិពិតប្រកបសង្គមខ្មែរពិតប្រកប អ្នកនឹងគឺជាខ្មែរពិតប្រកបមកគឺបើមិនរត់ចោលស្រុកទេគឺមិនអាចការពារជីវិតបានទេហើយខ្ញុំនៅចាំសម្ដីអ៊ីវកោះដែលគាត់និយាយពេលអ៊ីវកោះក៏ធួរជាគណៈបកប្រឆាំងណាជំនន់សង្គមរាស្ត្រនិយមគណៈបកប្រឆាំងគាត់និយាយថាអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចយើងសពថ្ងៃនេះណាគឺ គ្រប់អ្នកនយោបាយទាំងអស់កាលណាបើធ្វើនយោបាយត្រូវមានគេហៅថាត្រូវមានគេហៅថាវិញ្ញាសាបីទីមួយគឺបានន័យថាត្រូវហ៊ានទទួលការហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតថាទីមួយគឺហ៊ានរត់ចោលស្រុកទីពីរគឺស្លាប់ខ្លួនទីបីគឺជាប់គុកវិញ្ញាសាបីហ្នឹងយុគកគាត់និយាយដល់ពេលដល់ចំនួនយើងថ្មីថ្មីនេះលោកកែបណ្ឌិតកែមលីគាត់ គាត់ស្រាវជ្រាវគាត់ឃើញគាត់ថាអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ីវកោះក៏យកមកប្រើយកមកនិយាយបរិយាយបន្ថែមទៅគឺបានន័យថាវាអត់ខុសពីអតីតកាលមករដ្ឋបច្ចុប្បន្ននឹងវាអត់មានអីខុសទេបងប្អូននៅតែការថានៅតែដដែលបានន័យថាយើងត្រូវតែសួរថាខ្មែរយើងពិតណាស់ថាវាមានអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងខ្មែរណាក្រៅតែពីគេហៅថា ចំនួននយោបាយខ្មែរនឹងខ្មែរបានន័យថាអ្នកនៅក្រៅចំនួននយោបាយខ្មែរគឺមិនមែនជាខ្មែរទេគឺជាបរទេសគឺយួនគឺយួនអ្នកយើងត្រូវទទួលស្គាល់ត្រូវវិយតម្លៃការពិតរបៀបហ្នឹងហើយបើយើងមិនទទួលស្គាល់ការពិតទេថាអូសុទ្ធតែយួនជាមហាមិត្តមើលឆ្នាំយួនជាអ្នកមានគុណយើងជួយសង្គ្រោះយើងអីហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងនិយាយហ្នឹងគឺយើងនិយាយអត់ស្គាល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ យើងអស្គាល់ពីអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងក្នុងសង្គមខ្មែរទេថាអ្នកណាជួយសង្គ្រោះយើងពិតប្រាកដអ្នកណាមានមហិច្ឆតាចង់លេបតបាក់ទឹកដីយើងពិតប្រាកដអ្នកណាចង់បំបត្តិពូជសាសន៍ខ្មែរយើងពិតប្រាកដយើងទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតកាលយើងឃើញរឿងដីខ្មែរក្រោមឃើញដីកម្ពុជាក្រោមដែនដីដ៏សំដៅទន្លេរបស់យើងកម្ពុជាក្រោមយើងបាត់បង់តិចណាស់ច្រើនណាស់ហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលយើងត្រូវតែរំលឹក ហើយរំលឹកទៀតយើងត្រូវតែរៀនសូត្រហើយរៀនសូត្រទៀតថាយើងអត់ត្រូវភ្លេចទេតែបើខ្មែររូបណាមួយអ្នកនយោបាយរូបណាមួយមិនបានលើកពីបញ្ហាទុកសោកនៃការបាត់បង់ទឹកដីនៃការបាត់បង់នៃយុវជនខ្មែរយើងទេឈាមខ្មែរយើងទេគឺបានន័យថានយោបាយនឹងមិនមែនមិនស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិខ្មែរមិនស្មោះត្រង់ចំពោះយើងទាំងអស់គ្នានោះទេអានឹងយើងត្រូវតែវាតម្លៃការពិតតែម្ដង យើងកុំនិយាយលុំកុំយងទៅលើផលប្រយោជន៍កុំយងទៅលើលាភសក្ការៈកុំយងទៅលើទូនីតិអីហ្នឹងវាមិនលោសិចទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ចែករំលែក
ឲ្យបងប្អូនគឺយើងចែករំលែកការពិតយើងត្រូវនឹងហេតុនិយាយការពិតបាទហើយខ្ញុំមែនតើបេះដូងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនិយាយការពិតតើទោះជាខ្ញុំមិននិយាយជាសាធារណៈក៏បេះដូងដែលខ្ញុំឆ្លើយប្រាប់ខ្ញុំមកគឺត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតចឹងបាទហើយខ្ញុំបេះដូងខ្ញុំតាំងពីខ្ញុំនៅកាលដែលយុវវ័យក្មេងគឺខ្ញុំនៅខ្ញុំបានគិតរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ដើរគិតរឿងហ្នឹងទោះបីជាខ្ញុំធ្លាប់នៅយុវវ័យ ជាសង្យុវវ័យនឹងធ្លាប់ប្រឈមគេគំរាមគេហៅទៅជួសាលាស្រុកតុលាឃុំអីខ្ញុំតាមដានខ្ញុំគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំធ្លាប់ជួបហើយបាទសួរថាខ្ញុំបោះបង់អត់ខ្ញុំអត់បោះបង់ទេថាខ្ញុំមានឱកាសពេលណាមួយខ្ញុំនិយាយបានជាPublic ខ្ញុំនឹងនិយាយតែម្ដងបងប្អូនដូចពេលនេះចឹងខ្ញុំមានសេរីភាពបាទខ្ញុំមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំគ្មានការគំរាមកំហែងសុភាពពីណាមួយគឺខ្ញុំត្រូវតែនិយាយការពិត ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ពីបរិបទនយោបាយនៃស្រុកខ្មែរថាជំនួសនយោបាយផ្ទៃក្នុងខ្មែរនេះវាមានអ្វីនៅពីក្រោយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតទាំងនោះបាទនេះឲ្យខ្ញុំចង់ចែកចម្លែកនៅចំណុចនេះហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគ្រួសារតកូលហ៊ុននេះជាពិសេសនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះខ្ញុំលឺគេហៅថាលឺសម្រែក បោះហ៊ុនសែននៅគាត់ស្រែកគាត់ស្រែកគាត់ថាឲ្យចិននឹងជួយការពារជីវិតគាត់ផងឲ្យចិនណាស្រែកឲ្យចិនជួយការពារជីវិតគាត់ផងណាឲ្យចិនជួយការពារជីវិតគាត់ផងបានន័យថាគាត់នឹងបានន័យថារដ្ឋាភិបាលគាត់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់គាត់អង្គរៈរបស់គាត់នឹងមិនអាចការពារជីវិតគាត់បានទេរហូតគាត់ស្រែកឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសជួយមកការពារអាយុជីវិតរបស់គាត់ ហើយបើសិនជាមានបណ្ដាប្រទេសណាមួយស្រែកចង់ជួយគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺគាត់ខ្ទាស់ភ្លាមហ្នឹងពួកគាត់ពួកគេហៅថាពួករដ្ឋមន្ត្រីអមយថាងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនអីហ្នឹងគេស្រែកជាបន្តភ្លាមថាកុំរំលោភបំពានអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនមានរដ្ឋាភិបាលមានយុត្តិធម៌មានអីណាណីចឹងទៅ តែតែគម្រាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនលោកខាងលិចមិនអោយលោកដៃចូលកម្ពុជាតែហ៊ុនសែនគាត់ស្រែកអំពាវនាវឲ្យចិនជួយការពារជីវិតគាត់បាទការពារជីវិតគាត់ការពារជីវិតគាត់នៅក្នុងបំណងដែលអំពាវនាវឲ្យចិនជួយការពារជីវិតគាត់នេះយើងនិយាយឲ្យចំទៅគឺបានន័យថាក្នុងន័យហ្នឹងគឺបានន័យថាគឺយួនណា ខាងភៀកគីយួនបាទខាងភៀកគីយួនថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពូលរបស់យួនហ្នឹងគឺដែលជាធ្លាប់ជាអ្នកធ្លាប់លើកបន្ទប់ហ៊ុនសែនឲ្យគេថាដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជា 4 ទសវត្សរ៍កន្លងទៅហ្នឹងគឺប្រហែលជាគេគម្រាមណាគេគម្រាមនៅភាសាណាមួយគេគម្រាមនៅភាសាណាមួយប៉ុន្តែចំណុចនេះបងប្អូនកុំតាន់ជឿណាបងប្អូនណា ត្រូវតាមតាមបន្តទៅទៀតកុំតន់ជឿនេះគ្រាន់តែជាគេហៅថាជាកថាសម្រែកមួយដែលស្រែកឡើងទេហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែសិក្សាទៅលើសម្រែកទៅលើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងថាមូលហេតុអីបានយួនទៅគម្រាមហ៊ុនសែនបើគិតពីអធិបតេយ្យភាពប្រទេសរៀងៗខ្លួនណាបើយើងកម្ពុជាមានអធិបតេយ្យភាពពិតប្រាកដច្បាស់លាស់មែន ទៅខ្លាចអីប្រទេសណាក៏ដោយហ៊ានគម្រាមយើងក៏ហ៊ានតបតយើងការមានសិទ្ធិការពារខ្លួនដូចគ្នាស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីរដ្ឋាភិបាលការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអានោះស្របតាមច្បាប់នោះគឺយើងត្រូវតែមានសិទ្ធិការពារចឹងប៉ុន្តែចំណុចហ្នឹងបើយើងវាតម្លៃមិនឲ្យច្រឡំទេគឺបានន័យថាហ៊ុនសែនវាជាគុណជឹងហ៊ុនសែនគឺជាអាយ៉ងរបស់យួន គឺជាកហៅថាជាកូនអុករបស់យួនគ្រាន់តែយួនអុកមកដើរមកកាឡាមកកាឡាទៅប៉ុណ្ណឹងទេកាលណាបើបំរើផលប្រយោជន៍យួននឹងបានតិចពេកបំរើនយោបាយរបស់យួនបានតិចពេកបំរើឲ្យគោលការណ៍នៃការឈ្លានពានសង្គ្រប់យកទឹកដីខ្មែរនឹងមិនបានជោគជ័យក៏គេប្រើនៅភាសាគម្រាមកំហែងខ្លះៗអានេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងជាការវិចម្លៃនៃការតាមដាន អ្វីដែលជាសូចនាករតើមាននៅក្នុងថាក្រោមការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនបុណ្យទសវត្សរ៍ហ្នឹងយើងអាចវិចម្លែកបាននៅរូបភាពអស់ហ្នឹង
Phần thái chúng xong mà chạy lăng với ta xong cùng toàn à chừa bà trâm tài lứ cùng toàn à chừa những thức tạm đàn sắc sao bị tầm lại bà thỏa thiện nâng môn tì mùi này chúng chẳng lực lãng cho bệnh lệnh mong bốn môn tì bì rương rương ca co sang nơi cái hai ta nơi cái hai ta prejit phô non phải chỉ phun non đại châu đó là bà bốn phải chỉ phun non đại châu này cầm rung kỳ cầm rung chi cầm lẽ từ sớm mất từ đó có bô từ đó cay bị ấy giờ đang làm là nó đang bị sầm rùa đó một chỗ bài thôi đồng nào tạm lực tất đất chun tùm ninh ấy sập bài sập giang và hay coi vì miền ca hà sầm rai chất sang song nơi phải chỉ phun non đại châu nó có duốn cái miền Pratikam chụp to từ rừng này và chụp to từ rừng này vận tải bằng ôn từ complex à được trong nền dây bị khả năng thắc toán a trừ bua là bệnh hôn sai nè nâng duốn đấy vì mà đấy thật thì miền là bệnh rung khỉ trong thưa ấy mối rung khỉ bằng bồn đối với rừng Pratikam phải hồi kia đối rừng Pratikam được phun đại la không có bọt nó đã nặng môn môn của lòng tới bằng bốn nó chạm đi bọn bằng bầy bằng bốn nó chạm đi bọn bằng bầy đi bọn bằng bầy cứ bà nơi ta hôn xanh bà cao bất tử ca mà bà cao bất tử ca đòi hạ ca cho mùi dưỡng á đòi xông cô ca bị dưỡng xông cầm lăng con trô bị dưỡng xông cầm lăng con trô bị chân đám bây bà cao bất tử ca thư dạng ná ói ở bây giờ đi khăm ai bây giờ bảo khăm ai dưới này đại chiêm mà chắc nấu tu trang bật tên á sắp xa vi tầm lấy từ lâu hôn sàn vua cho lòng lâu hôn sàn thà ô hôn sàn là sanh chết hôn sàn là sanh chết hôn sàn smart trong nương chết hôn sàn cứ vào đi thà lắc băng cướp bài cướp giang là bị chết khăm ai tam bất tới cứ chưa là vô bài bảo hôn sàn nha vô bài bảo hôn sàn là bấy ban chưa bao giờ hiệp làm bay ban ca control đo sầm lên control chọn lực lúc được không sập hìa asana asana rồi sập hìa chọn cả nó cứ ban đây thôi việc chất sập asana cây sập asana mà phố này chấm đó luôn đạt năm mươi trăm chất sập được cả cây sập asana ban đây stir tay mà rồi phía rồi nó không asana để rót sập hìa tổng mẫu luôn bởi sao tại cái bậc cao nơi Pratikam đó nghe hay khăm ai dương miên đấy lưu thả cả phía tập đây lưu thả sna hà chiết chút băng to tăng cho mùi sợi trâu đầm bay cả phía tập đây khăm ai bảo sát bồ ran khăm ai sấy nó cứ chặt chăm bay đôn bộ quạt miên thế chú mùi con tro miên đấy bà nẹt lắc bịch bỏ bịch bỏ hốc bịch bỏ hốc bao tray nhiệt tray chả mi tray kho ông có sấy cướp bay cướp giang nó cứ bịch chập nhá ta ở con tọp cà phê nó cầm đạn mà còn nhau mới nè đặt biên to từ chạy chung đó con tọp nó cầm đạn cả nó nhom đặt nòm to nhom nơi chia phần sang nhom đặt nòm nhom đăng cho ba cho mình đừng thà ô thì cả là bọc bay cả hơi tập này xóa bọc cái bụi chia bọt dương mình đẹp nè lưu thằng chân lên khoa rừng bạc bạch hàng lên khoa rừng bạc bạch hàng tôi bạc bạch hàng sai giang mấy cả đói có ớt khoa là đài bạc ớt khoa là ớt chạp rắm ấy chứ mùi bạc bạch hàng thì rôn cứ hóa dù để thua mấy cái ớt ấy cái thằng hôn sai nâng chìa cái hào ta chìa kìa sạch con chạp chìa hôn sai nâng cứ chìa bậc mê đồng nôm sát âm hôn sai nâng hay tự cá phi chìa khám ai bàn là hộ đồ nẹ phân dây tha nâng không bạc để bọt sẵn kriêm prom đài anh chú liên biên nâng cứ miên tại hôn sai thì ai to tăng ai tốc tuôn cho mùi nâng sẽ trừ chất khang xiêm cho mùi ấy bàn nhóm nâng không chạy thật miên phê miên phê ấy tì vì miên tì còn tại chế bật đất ca mới đảm bây dục chứ nè bạc đảm bây dục chứ nè không cả lại thì sẵn nâng bật đất ca mới đảm bây dục chứ nè nhóm nơi chăm chẳng nâng nâng hay cao mơ thiết này bỏ cho nó cao mơ thiết chỉ có xe à môn bí bón đọc bóng bay á bóng bốn á môn bí bón đọc bóng bay à này bọc cho nó nè ai nhá bóng bốn bọc cho nó nè anh cao bí rừng đi cái nạp bạc sử dụng chiếc bí bón đọc bóng bơ cái lâu tới bọc cho nó bí bón đọc bay bọc cho nó nè ai bên đó bà cao bất cả tiết cho mùi liêu hãy bỏ bọt ta xa bóng ôn chú nộp chiếc
mình đại liêu na từ miền cẩm lăng toạ na trong thiên biên khmer liêu liêu bị bắt băng phim mà chả cá bắt băng người rôn tha rồi mình lại sẽ cá chết sau hai chết ấy bỏ bỏ liêu nó cứ ai rằng ấy cứ rót thả ba nó sọc liêu nó bị chiêng bẹt cả đá cứ chưa rót thả ba yuan chiêng bẹt cả đá cứ chưa mà đúc ba yuan cứ chỉ yuan từng ông mấy đường nam yuan cướp còng tăng pi mê phum mê khum là hốt ở đâu thả chết nè tung chết cướp cái lái những ông tăng pi tha ban rót đó ai cái yuan cứ lơ tung chết yuan nơi chỉ mồi tâm đường yuan chết liêu nè hình tụ tung chết bạ thì nè bạ bồ lô cò thầy bồ lô cò liêu nè nâng rừng rừng sọc liêu miền là na mũi từ cất hương phủ đai này na trong một liên biên ấy luôn luôn nó cà phê tại vô luôn bọ liêu nó cà phê ở ban phát nè bạn chôn chết liêu nông phía trơn trong thọp tư lê nhá bạn cứ mình khoa ấy từng ắt khoa pi sọc tê ắt khoa pi bắp thọ và pi ni sát sanh ấy thì ắt khoa mà bạn đăng thở oxy si như tớ, bạn oxy ấy như tớ nè, phía trên cứ đặc biệt đang hay biếp anh ta bắt tay mình khoa bị ấy được không? Giờ luôn thà bảo mơ từ sập toạc dù bị chuyền với nhá, dù bị chuyền dù bị vây vẫn cứ ắt khoa mà ắt khoa ấy được không? Ắt kết biển chết ấy ấy thì anh ấy thà bị bắt băng nè ska tàng song ta hai liều à, chẳng miên na liều na đại lực toạc mò chôn một chuyến biên Campuchia về biển, anh ấy thà rút hiệp đại top liêu chôn mau can cặp tức đây môi trường luôn prom đại môi trường luôn được không khai tương trai như này cho prom đại liêu nó cả đó cứ chỉ bất cả đại hôn sàn bằng cả làng coi việc hôn sàn chùm núp chùm môi vừa làm trai duẩn vừa làm trai duẩn nâng liêu nâng ruột máu cứ miên bất cả là cả làng bất cả làng nâng hay cái lê tập lập một bên hướng đi về đi hướng đẹp quá nâng duẩn chùm to nâng cái chích bệnh phụ nọt đại châu nâng cái đây ở rương chuôn cầm riêng nâng cái đây cơ rôn tay thì rút hiệp rút hiệp là dấu bài xa là dấu bài mỗi đàm bấy ở dưỡng tầng ọc nha bà chìa bà rọt nâng thảo xung bây tà hôn sáng cả hiện bà chăng bởi dưỡng á xung bây tà dưỡng cho mỗi hôn sáng đại dưỡng cục nha đăng thảo chìa mà mất mơn chút nắm á có kê mình tụng mục ai hôn sáng á ở dưỡng vô cho lòng chẳng ở dưỡng vô cho lòng ta bất đấy có đoàn thay chạy ca xong đây nhé mà bốn bọc ôn bà nơi thầy vẫn to chưa bọc ôn ở miền vô bà đệ sở rầy to côn to chạy dưỡng khá rồi mà dưỡng bắt băng bà tê bắt băng bà tê bắt băng phim chạy ca luôn anh bắt băng ở vây đây chưa được bọc khmer luôn anh rồi hồ đọc luôn khai thì chuyên chuyên phía tích luôn ở lời thực đây luôn anh bắt băng phần tì khai trên vì phục lúc bạn đang thảo anh chanh bảo kế hay chạy hay tùm rõm đang khốn hô phê bạn là lia ở bạn hay ca đầy tức đấy ca nào bảo kia cục rộng cả hỏi hay tiêm tia cho mà với nhé đôi dương và tay tôi và chi chuôn tay chế vì mình nghe miên ở thịt bố mình cầm lăng nà mùi là bây tiêm tia bạn và nghỉ đấy bảo không lúc ta tại dương miên tức đấy miên rất tham ba đất nôm ác ấm rất tham ba chia thập tay bất bạc hay chia bộ rốt nâng dương bật đô chia bộ rốt áo bồm chia bộ rốt tăng pi mật tay mà ôi bật đô mẹ sạc chia sẻ lãnh chết chai dụng lê chui khnia chư chá không sống cung nâng nên ấy thường nạ miên chui nạ cro nạ miên mật chung chân tới chui nạ cro chui chai dụng lê tư nạ chè chui nạ mật chè chai dụng lê đôi Israel bạn đôi chung chết Israel bạn rốt bọn chân năm tầm rõm tiêm tia ban tức đây luôn tầm lọc mà mình chân các bắt băng tới hai vì mình men chỉ riêng nghi sửa thế bà bồn nhưng để dây bên đi nơi không có nạ bế đá mình toán bắt băng tiền sổng rưu cầm bông tay chuyên đầm nào sân tờ rốt cả bắt băng đó hai dương để dây không tế đá cầm bông tay phải chôn bánh hai này cả bắt băng đó bà bồn tầm ọc nha nó do tới chân này chân bệnh bạn dương và chi chuyên tịch và tay tôi chi chuyên tịch chân tùm rong tại dương co sang cầm lăng xây từ cây ban rừng mòn cầm rong cầm lăng rất thải ban cho bao lo lo bạn hãy mà đọc về chi bộ rót ở miền mình đã sẽ cao chiết sẽ lăng chiết nâng cho bao lo đôi chuyên chiết Israel với Prape về liền mong muốn ở đây các đó cứ tru ca Prape về liền chân sầm khăn nè ở rương mê đằng nòm cana bờ mê đằng nòm lo hơi
we bằng cao nó hiếp trên nạn đặc nón bằng cao nó cầm rùi lõ bằng đốt mình đã xa chiếc bằng đốt nó cái thái dụ bởi chân và to với lõ lõ phóng này bà bố cao ông rùm mới xong khăn nào bà bố bà xong khăn nó chung lớp chung nó mùi tiền trai bị Israel nhưng lớp chung nó dùng chập bọn chập bọn nó cao bị xứng kriêm lô bó bà xứng kriêm lô chọc tới xập bọn chập bọn nó xong ta phép phong tổ lý đấy xứng kìm tì phép phong cao bị xứng kriêm nó ở linh bà bố số thay chụp phân co sang bật tay đau rồi biến thái ban chụp phân khai chi bật tay tổng nơ phơi chưa lươn bằng dây pì rương rương chạy toàn đằng cả hai thằng và chạy một xe rồi gặp lại tập hai ba chụp phân đó tổng ninh ba chụp phân phải cho nó hỗ trợ một nước ba chụp phân đó cứ đôi tay thẹt và đôi tay thẹt bảo tổng ninh với con đập hiệp mũi na cứ thuyền đi thay con đập hiệp mà nước chụp phân mũi na có thuyền địa bàn nơi cả là thôn thiên đó sầm khăn à xuống thật kì thôi giống mạch bàn bàn bằng cao được thun thiên đó sầm khăn bằng cao được khlâm đó 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 chiết xa kế đó bật tên được bọc kê bàn khẳng là được đấy tam là dạy bà vô đăng ấy cứ tam dạy cả ọc rùm sầm khăn á cứ mua thân này cả cứ này này cả co sang chiết ở bàn chuyển lươn hơi chắp là ha hơi tổng nước cam chứ tìm hoặc nó cứ bắt đầu là thun thiên luôn khá là bắt đầu là thun thiên luôn trong chập con nó chập đang bẩn đâu một nước bẩn sốt một nước vai to là sốt mà thà sò sốt á sò sốt nước có thà đòi ăn miên mề rốt đòi ăn miên ấy ấy cứ sốt lõ mà hay là hôm đó chập con phải chun thôn thiên kế từ riêng sâu nó từ tê lâu khoảng lệnh ban chết đang có một cuộc bài cuộc giang thì đất non và tê kế ở riêng chập rải thế mới bầm man buôn pram tu sửa quát trong khói máu cứ chập con khai chưa và tê mùi hàm hàm này không chấm đóng bất kỳ trận chung với quân đội này còn nhóm trai làm lại mỗi thằng rụp hiếp này 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 ca bắt đầu đá thun thêm một nút nước sầm khăn này ba sầm khăn này ba sầm khăn này ba tu chi cái chẳng gì khai thả tu chi cả hai đá thun thiên thầm chết bắt bằng từ cái đấy bắt bằng từ ở cái đấy phần tai thun thiên một nước mình toàn bắt bằng á cứ mà lấy thằng ai co sáng na ạ từ bót một bình bản bà con tái bắt băng thôn thêm một nước bắt băng một nút á bắt băng từ đấy chọc chọc hai bà con mình đăng thái vô xây từ na vô từ từ ạ từ bót từ vô ấy từ co sáng thêm bà con bắt băng thế bạn ấy cao na bây dương được được nhóm cái đấy được băng ôn cái đấy xem xem rọc liên lại chúng mình phục lục mà cứ cao na bây dương luôn nó sọc cài vô YouTube mà đây thả cao thả bạn này thật chết thật khai với bạn phương khai trang bắp thó có khai trang phía xa có khai trang tổng niêm tổng lọc nhưng phía hạ bên đôi chơi riêng khai khai phát chạp bị bọc hốc đau bọc luôn rồi xa tay dương một bên thì hạ đập trên nẹ ạ bè đã thả ra xa mà hơi dương ru nâu bởi tế kế vì chết thật chlón à bà chlón bắp thó chân phía quý vị bạn à mà hơi cao nào bởi dương bạch bỏng thật đây bạch bỏng bởi chia xa bạch bỏng bởi chưa bỏ chưa nó cứ mà người ta chưa bắt bằng cục vàng thầm đập bằng tôi hay bắt tay mũi tiệt bắt tay mũi tiệt đôi chỉ bắt tay sang cặp búa bằng bốn á sang cặp búa sầm may sầm cung bên này yếm á lục ly khoan du bằng bốn có là ly khoan du có thằng bệnh đa thập nấc bắt tay sang hạ bờ này sang cặp búa đó lục ly khoan du á quật bàn pháp mà tray cao bỏ vát bắc quan á có thác cả lên từ mơ Campuchia từ sắc xa về Campuchia riêng xôn về Campuchia ca co sang stat Olympic ca so sang và tê ấy đặt nòm rọt ấy dương sắc xa về Campuchia prap và chia rọt kia này khơi mai sừng cung lên này dùng và tai cào bây giờ mai sừng cung lên này dùng nước máu à này cái ao cồn chạy cái từ sắc xa về dưới này su thật cái đào nào là Singapore và tê tô cho bằng JP vì say cả dịch cam mình vừa stir tại miền đây na từ thứ sai chấm cả dịch cam stir thả phía roi tích một phần miền tây vì say u sa cam say hoa cam là say hoa cam sa cam say hoa cam thì hay vì say chẳng đâu nghe cứ bạn này cứ do chấm đồ đứng do từ co sang và tây chiết kì co sang và tây chiết kì là ôi chấm rạn bà ở đây chẳng bạn chẳng tham mê được nó là miên chắc khổ vì say tu sân lạc say là mê được nó là miên chẳng này đăng để cạo rung cua mê được nó là cả hai thằng mình lốp luôn
មានដំណំដែលមិនលោបលួនមានដំណំដែលមិនអាត្មានិយមមានដំណំដែលរៀនសូត្រពីគេក៏បែកគប់យ៉ាងពេលនោះសង្គមពួរនោះគ្នាដូចនឹងជប៉ុនគឺបានន័យថាគោលការណ៍សំខាន់របស់សង្គមពួរគឺក្រោយពីបកកើតបានជារដ្ឋឯករាជ្យរបស់សង្គមពួរនឹងហើយកោះនឹងមកគឺបញ្ជូនធនធានគេទៅរៀនសូត្រនៅលោកខាងលិចដូចគ្នាដូចនឹងជប៉ុនដូចគ្នាគឺរូបភាពប្រទេសពីរនឹងគឺបានន័យថាធនធាន มนุษย์เกี่ยวสำคัญจังกี้ก่อสร้างประเทศกี่บ้านชื่อเรือนชาวบ้านนะบ้านให้กี่เมียมนักศึกษาดองติดพูดนะดักน้องมันก็จบเลี่ยมตัวเขาทั้งจบเลี่ยมอเมียนตัวกระหายตาดอกสไลกันนักดอกสไลนั่นมาดับไปเอาจิตเรียอะไรกี่สุขจิตเรียคุณเกี่ยแต่กี่มันเอาจิตเกี่ยเรียได้นะนั่นก็คือจุนจิตเกี่ยมือคือชุบบ้าล้อจังเลยนั่นให้เรื่องจังมาทางเกลี้ยตลอดมาเห็นเรื่อง เรื่องนั้นยมสมทุกการสนทนาในวิธีทำลายก็โดยใจทำลายท่าเอาไว้ได้แบบปวนเรื่องยวนประการเรื่องประชิดผลนอนหนึ่งได้ให้หนึ่งเรื่องได้คนแซนก็ใส่ท่าเอาจนช่วยการปฏิบัติกดพองนั้นวีทัดในขนมกระหายท่ารูปเพียบในการกระหายตะเกียงจนในนโยบายเชิญเชียงการรูปเพียบในการ ก่อสร้างเชื่อประโยชน์ภายในนโยบายนั่งเจริญเชียงการปรุสอบทางไหนเนี่ยเป็นแม่แต่คนสายมันทุนอยู่รอมไตรแมนปัจจัยบันทึกทางคนสายคือทมกับปูเชื่อในอยู่รอมไตรทมกับปูเชื่อเกี่ยต่างอ้อในสกมายนะสมไปแต่สไลด์ก็ในกราวคนสายนั่นอยู่รอมไตรก็ได้รอดสับเพียก็ได้ไอ้ปริศเพียได้กอดกับปุ่งการกัดนั่นก็ได้คือ ตัวจีก้อนมันเติมเทียนเปิดสะเพียนก็ก้อนทมจีเกิดได้ก็ทมจีเกิดได้บาดทมจีเกิดได้จังนายบอกกันนะปะไปจีจวนนึงมันแม่นเมียนไปเล่นบ่อยโบเต๋ให้มันนายกันนะปะไปจีจวนนั่นคือเวียเข้าไปนายบอกตะโกนหุ่นบอกผมนะนายบอกตะโกนหุ่นคือกรุบกรองกรอบดันดับเลือกเตยไปเตยต่างอ่ะบาดสถาบันบารอดต่างอ่ะบาดรวมจังกันนะปะไปจีจวนพันเกย์พังได้คือเกี่ยวกับกรง กุบไปเลยตั้งหรอบ้านจังคือคนสายนั่นคือจะดามจอมทอมบอมพอดเฮ้ยบ้านได้ถวยขมายยิ้งมันอายแต่ตัวบ้านเลยกาตาอิสระเพียบทุนอายประกอบมันอายเอาขมายแต่ตัวบ้านเลยลัดที่จะทำไตปิดประกอบมันอายเอาขมายมีนสไรเพียบยุติทอประกอบนะอันนี้คือจะดามจอมทอมบอมพอดคือคนสายนั่นไงครับผมสกขมายบ่ตามแต่เที่ยว วิ่งต่ำไหลมันอ๋อจะล้อมทีคือพระโอแต่คนแซนตะโกนคนหนึ่งบานก็คือก่อเมียนกาปลายโปรคลาดได้ก่อเมียนเนี่ยมันไตรทมทมมือจมดวงบอกคณะปปชิจุนก็เรื่องจิตสลายจิตเกิดคลาดได้บุกเกี่ยชิมจ้อจิตขมายนักขลักก่อขมายเป็นประกอบปัจจัยก่อดาตามโยบายบางคนแซนจะเติมคลายคนแซนดอกบนดอกสะคลายคนแซนรับออกโยกตัวสมบัติไอ้กระชุนบอกก่อน แต่ก่อนเพื่อนโยบายมือคนสายเติมพลังเจียดลุเจียดอะไรอย่างเติมบ้านเมาอย่างเติมจะก่อคลายบัตรบังตัวสมบัติบังก่อนก่อคลายบัตรบังชีวิตก่อคลายบัตรบังอำนาจตัวนิติบังก่อนแต่ก่อนเมียนจังก่อนตามคนสายนี่เติมปัจจัยต้องถ้าเรื่องเจียดมุ้ยเอาก่อนมีหลักสมดุลเขาบัตรโดยคนสายนั่นคือเกี่ยมันอาจช่วยบัตรโดยคนสายเอาทีจังบ้านสกเรธาเรื่องอำนาจทมบพอดโดยสมัยคืออำนาจตะโกน โกนคือจีเนกรุบครองอำนาจจังสรงในสกมายยืนจังให้บ้านเขียมเอาดิยมในทางรัฐบาลสับไงนี้แต่ดักน้อมโดยโกนลางตามจึงเขาเอานึงคือจะรัฐบาลกระทำตระกูลหุ่นรัฐบาลตระกูลหุ่นรัฐบาลนั่งไงคือบ้านในทางบังเกิดในเจตนากรรมบังเกิดในการทำครุภัยบังเกิดในฮานิภัย อันตรายดาวจิตสักดาวจิตประโยชน์ครั้งอ่ะบ้าครั้งเมนเทนบ้าผมยมเมื่อเคยหลงห่อในลัทธิจิตตะไตหลงห่อในสัตว์สไลเพียบบ้าโอนขมายเยอะนะในขนมสกมาได้จูรุมทุติกลางเงียนในโยบายตามกันหน้าปะนโยบายขนมกันหน้าปะประชังโต้ก็ได้ประชังทมก็ได้กันหน้าปะดนตรีดนตรีขนมสกมาคือ คือประชมประชมประชมกรุ๊ปนี้เอาแต่นั่งเฮียนในเยกาปัดมันในเยกาปีนั่งเอาแต่กระหัตสมอตรองกับผู้เชี่ยนนั่งไปเชื่อประวัติประกอบประชมไหมบ้านประชมไหมให้มุ่งนั่งดาวดำหน้ากาแต่เอายืนสัตว์ในขนมจมหนุ่ยประชมไหมบ้านผม
cái bằng bằng cả nơi cả hai ta scenario bằng đang chia chia bằng đang chia bằng bón lấy cá cả thà bằng liếp bò thà liếp bò pro thà cái trong chạm dương đã cúc cái liếp bò dương sần trong ao dương cho châu cho mấy cái dương cái liếp bò dương sần cái liếp bò cái bậc cao đường bậc cao bậc cao ở dương chợ đào u ta họ ta sẽ cam chun cái nắp bạc bạc chăng na mùi chứ u ta cái trong thơ si là na mùi chứ cứ muốn những cái thơ si rồi cái ao nhà nâng từ cho chỗ chuyển mùi kế đấy mà này thà cái bàn bạc cao đường riệp trong xe này vô mùi bị bay rồi chứ thì mùi cái bên đất từ lơ là tập hiệp toàn sản bạc là sẽ cam chun nâng mày nó nom cái nắp bạc bạc chăng nâng ông ca sừng cung si vơ nâng miên đây miên tiệt miên toàn sản bạc và mắt nó sọc mày nâng miền này cái lại nè khác cái thứ sau đã sau chỉ được tích mà chặt bàn chậm tới sau mới cứ trót bàn TP nãy nó thơ thơ càng nghe nơi không tha ban ấy ăn ca sẽ cùng si vờ chặt đá bậc cao chặt đáp bẹ con đời rất bình tăng ăn ca sẽ cùng si vờ cắt đá chậm nuôi cái ao bờ tê ăn ca sẽ cùng si vờ nó chặt đá can tài ai cá nè căn tại cả căn tại đường nghĩa thậm đang cả sự công sự vớ thưa ca nghĩa đập bay đồng bưng chùm núi pi bò tì thưa cả hai là thưa project cùng rong ấy mũi mũi sna sống thảm ca pi bò tì giống mọc đập bay rất bật ca nghĩa sẽ cam pi bọc luôn được không sọc nè chun chia bò tì mai tam địa cả pi bò tam địa này cả đồng đa tam địa này cả ốc rôm tam địa này này cả cái tháp sắp sai sụp vào lúc ấy chỉ làm lại là nó cứ bạn ấy cứ sắp sai bên trong đất sỏi nó bạn kỳ vay trong trong đất sỏi mùi mùi trong tết bạn hay cái bạn nó cứ mơ không tuân được tiền không ruột mà tha sẽ cam mà chưa nó thọp chia mà tây đi ca không có xuống tha ban na cả đôi ao từ cái đăng bật bật cắt cứ cái ao của xuống tha ban nó đỏ và cho trường rồi có bình chốc mình chụp rồi không? Mà này thằng mình chụp có khăn đó. Pi mình trai đi chứ cả. Hay bao dương dùng tam chấp bắp đây pi có khăn mình trai đi chứ cả nè. Bà có khăn mình trai đi chứ cả. Cứ ọt miên tư là nam mũi miên sức mà đọt đá liên thế bằng bồn. Ọt miên thế. Lúc ra tại dương thơ khâu lạc khăn để cắt nông chua mình trai đi chứ cả nè. Bạn mà đọt dương bàn tay. Bởi dương không niêm mà chua rung không cách ca nghiên là vô bái hay mà đọt dương chốc cần nặng bạc và chứa chuồn nè. Nông xung xa bắn bỏ rốt tặng ổ hát. Đây là sập sân tại chị xa mà chứ cả nạ bạc chứ chuồn. Chứ bạc cả chuồn đó. Chẳng bà bẹp con rừng cả nạ bạc hãy đọ nó. Đọ cả nạ bạc chứ chuồn nó cứ bán chả nó rộp liên nè. Cô ta đọ bộ nó mà bị thầm thần. Vì mến mà đọ ấy bộ cả nạ bạc bạc chăng ấy bây bây nè. Nơi tăng xung xa bắn xem xem chạy. Nhưng là tập hiệp tí bí đại kể thử. Nà dô tí bí. Tí bây. Bạn ấy thà. Kê mơ từ lơ mà đai sai qua cái sắc xa chẳng tư mà dương miên bọn ôn nơi cây bật tế ọt nông bật tế ọt cái sắc xa sao chỉ được chẳng tư mà cái sao bật đa ra bỏ dương chẳng tư hay dương nâng ru nơi không sọc nâng tao dương nâng miên chở bẹ lôi thân yên kia ọt mơ là sắc cam ở chuôn nẹm nẹ nâng miên chở bẹ lôi thân yên kia chở bẹ bầm nol nẹm đi nẹm đúng ọt ấy yên tư đã cái sắc xa chọc sắp cổ phái mang kê xa rộp mà ta cái trang thơ sĩ khi trong khi cho chú cái đạo bạc chí chúng cái cho bạc căn khi nhóm thật cho bạc căn khi nhóm thật khi nhóm cho bẹt lôi kê nằm lốp sẽ gây tốt chất rừng lốp cách sân dài như thế áp xong lôi kê chẳng thật chênh say xoay ấy chẳng thật cho bạc căn khi nhóm tam phơi cho bạc tà la ca như thế hay tà la ca cái sân kịch đạc cái cháu nó tà la ca cao một chia bỏ hôn sáng chẳng 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 chặt dương xa mắn của bạn xí phôi bỏ hôn xí phôi rút tầm ruộng rút rút hiệp tạo sinh thôi nên con kiếm lực trụ trụ năng đây đưa cả này lực thay chỉ tha chứ đại quạt kia cái thao vừa đẹp chun mai sau này hai chuyện vừa rút mai cào mà bảo ổn bệnh đôn chiêm mai cào mà đại cả hẳn ru riêng mình hiểu vật không bị say này vô bài cùng môi môi nó cứ bà đây thao bệnh đôn có sát xóm bạn bệnh đôn có sát ông cất dương chết bạn sẽ lành chết có chữ chắp có mẹ con có chữ chắp bắt băng tức đây không ai cao mấy chân trong ai không ai cả đá bắt băng thì mấy còn ọt trăng này bạn có trong tim tiêu thấm mấy ơi ở bây đây chỉ trọng sầm bọt bọc máy cứ ban mọc chiều bọc máy cà phê là bấy phần bây giờ không ai chứ còn bây đông quạt không ai cao mùi mùi cứ xóa xóa mà đôi lúc
ពូថាជីថានឹងពូចៅវាស្នាអីនឹងគឺជាវរៈជួនកំរូបំផុតរបស់បងណាបាទឃើញគេចោតគេចាប់ដោយគ្មានទោសកំហុសចាប់ដោយគ្មានដីការទេបើតែចាប់មនុស្សញាត់គុកហើយបានដីការចេញតាមក្រោយបាទចង់និយាយថាសម្លាប់មនុស្សហើយបានធ្វើកំណត់ហេតុក្រោយណាកសាងកំណត់ហេតុក្រោយសម្លាប់មនុស្សហើយមនុស្សស្លាប់នឹងទៅដោយគេបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងអីចឹងទៅ គ្រាប់សំណយកំពុងទីបវៃភុងក្បាលអីហ្នឹងគេសរសេររបាយការណ៍ថានៅនឹងដើរដើរធ្លាក់កលុកបាក់កនៅនឹងដេកទឹកខ្យល់កោស្លាប់អីហ្នឹងគេសរសេររបាយការណ៍ឲ្យទៅប៉ូលីសឲ្យទៅតុលាការអីហ្នឹងគឺរឿងច្រើនណាស់បងប្អូនស្រុកខ្មែរគេប្រព័ន្ធនៃការសម្លាប់យើងគម្រាមយើងក្នុងនាមយើងណាស់ជាតែផ្ទៃអ្នកដែលស្មោះត្រង់ស្នេហាជាតិពិតប្រាកដហ្នឹងគឺគេសម្លាប់យើងបំបាត់មាត់ដើម្បីកុំឲ្យគេហៅថា មានយើងនៅនឹងជាឆ្អឹងទៅទឹងករបស់គេបាទឆ្អឹងទៅទឹងកនឹងបានជាមហិច្ឆតារបស់ប្រទេសជាតិខាងដែលគេចង់បានដើម្បីតបតដីយើងហ្នឹងហើយគេប្រើកូនអុករបស់គេនេះហ៊ុនសែននឹងឯងជាឧបករណ៍សម្រាប់អនុវត្តនៅផែនការសម្រាប់ខ្មែរនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឡាប់ខ្មែររាប់លាននាក់នៅស្មៃខ្មែរក្រហមមិនអស់ចិត្តទេបន្តសម្លាប់ខ្មែររាប់លាននាក់ចុងក្រោយទស្សវត្សចុងក្រោយនេះចោលទៅទៀតខ្ញុំឃើញថាមានការឈឺចាប់មែនទែនមកបងប្អូនបា
ហើយបងប្អូនគិតចំណុចនេះមិនបានច្បាស់លាស់ទេហើយបងប្អូនចុះចូលជាមួយគណៈបព្វជិជនដោយគតាដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងលើដោយគតាគេគេគម្រាមឬត្រួតបាត់ដកដល់ត្រួតបាត់ដកតំណែងទូនីតិគេផ្ដល់ជាលុយជាកាក់ឲ្យឯកទិញទឹកចិត្តអីខ្ញុំឃើញថា វិមានកតាទាំងអស់នឹងរួមសំបាទបាទបានអាចទាញតេទាញមនុស្សពីគណៈបព្វឆັງនឹងបានបាទពីគណៈបព្វឆັງនឹងបានតែបើគ្មានកតាទាំងនឹងទេមិនអាចទាញទៅដោយងាយងាយបានទេបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏សរុបប្រដៅដល់អស់លោកអ្នកដែលគេហៅថាដែលជាប់ដោយគំនិតដោយកតាប្រមាណចំណុចដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីខាងលើហ្នឹង គឺបងប្អូនគឺបានន័យថានៅតម្កល់ស្មារតីនឹកសម្កល់ព្រលឹងខ្លួនឯងជាខ្មែរមនសិការដល់ប្រទេសខ្លួនឯងជាខ្មែរតទៅទៀតកុំបានន័យថាកុំលុះដោយអំណាចទូនីតិក្បត់ជាតិបំផ្លាញជាខ្លួនឯងកុំលុះដោយលុយកាក់លុយកខ្វក់ទុច្ចរិតលុយដែលបានមកពីការលុះជាតិបំផ្លាញជាខ្លួនឯងគឺបងប្អូនកុំលុះដោយ អាកតិធរទាំងឡាយហ្នឹងកុំលុះដោយទង្វើសកម្មភាពទាំងឡាយទៅពូនឹងគឺបានន័យថាបងប្អូនគឺបានន័យថារួមគំនិតក្បត់ជាតិជាមួយពួកនឹងបាត់ហើយណាខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងអ្នកជាតិតៃមួយចំនួនដែលធ្លាប់ជាអ្នកជាតិតៃណាអ្នកខ្លះធំធំណាធ្វើដល់តំណាងរាស្ត្រដែលជារដ្ឋខ្មែររបស់ឆ្នោតឲ្យតាមមណ្ឌលខេត្តមួយមួយនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹង អ្នកខ្លះធ្លាប់ធ្វើជាកាហានថ្នាក់ដំណំខេត្តប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តអនុប្រធានប្រតិបត្តិខេត្តខ្លះថ្នាក់ដំណំចិត្តគណៈកម្មការនយោបាយសមាជិកនេះសមាជិកនោះអីគឺតំណែងទូរទស្សន៍ធំធំហ្នឹងរហូតដល់ចូលជាមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាចៅសង្កាត់បងប្អូនដឹងទេថាមូលហេតុដែលគេគ្រប់គ្រងណាគេគ្រប់គ្រងគេផ្ដល់ស្ដីទុកចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យយើងណាយើងជាបព្វឆັງជាប់ ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតជាក្រមប្រឹក្សាខេត្តជាប់ឆ្នោតជាក្រមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌរាជធានីរហូតដល់ជាប់ឆ្នោតជាមេឃុំចៅសង្កាត់ក្រមប្រឹក្សាឃុំចៅសង្កាត់គឺមានន័យថាដោយគេមានទំនុកចិត្តដោយគេមានទំនុកចិត្តដោយគេនឿយណាយដោយគេទុញទ្រាន់របបផ្ដាច់ការរបបដែលគេហៅថាបង្កើតនូវភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមណា ដល់ច្រើនលឹះលុបហើយគេនួយណាយធុញទ្រាន់ក្នុងរបបមួយដែលឲ្យយើងទន្ទិញពាក្យថាអរគុណសន្តិភាពនឹងគឺគេធុញទ្រាន់វាខុសពីពាក្យស្លោកហ្នឹងហើយគេធុញទ្រាន់បានគេបោះឆ្នោតឲ្យពួកបព្វប្រឆាំងទៀតតែយើងយកលទ្ធផលយកសម្លេងឆ្នោតយកញើសឈាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរាប់លាននេះដែលបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងយើងយកទៅលក់ឲ្យហ៊ុនសែនទៅបំរើឲ្យហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែលក់ដោយសារកត្តា
tiếp sủng cát cả ta cầm riêng cầm hai cho phần năng tí cứ lụ tầng ốc lụ tầng khắp a tiện liêng khô khắp a tiện mà này thằng miên rụ riêng cái po sủng bò trâm tay chỉ khắp mai đấy bàn tay áo quay tay chỉ bật lưng bay đông nãy chỉ cao lụ cứ lụ từ lụ bàn này lụ tầng ốc mà lụ chờ môi đường bộ của bạn chỉ khai khuôn ai tới chỉ chun của bạn chỉ đói mình đang khuôn bà đang phải giao cái đang to lại nhiều khơi nè khác ắt miên ban chỉ phải là phải giao cái thông đông pi cái nãy bạn chỉ chun nên bạn thấy prang ôi prang để luôn cũng nứt bắt chết khuôn ai bắt bắt chết bắt khuôn ai luôn cũng nứt hai lời chiêm á sầm một chiêm bọc mai ri mai rọc liền nè đang xuống đặt ban khác phải giao sai nè khác nè nó sẽ cài vật tế khác lúc đó bật tê chuyên lươn bật tê lúc rồi ray miên chưa tập tay côn riêng sốt rùn nơi sốc kê đang bị chụp bắp tùm lọp rùn biếp rùn nơi sốc kê nâng giang na hai nơi tại ông lùm tôn ông khắp mà tư crap bạc chương như dây sở sao sất tạ ô ô côn xoăn thì phiếp miên xoăn thì phiếp tùm miên ca phê vọt xoăn thì phiếp mai biết ấy xoăn thì phiếp lờ tật phần này dây nè xoăn thì phiếp ca thà nực không cốc nè, sân đập phim nực không play small sand nè, sân đập phim nực không sờ bọc cháo nè, bà ra ngay nè cứ sờ bọc cháo nè, đời xa tại miền biệt nó chỉ mà hà cháo, cháo ra thập tay nó cứ chỉ mà hà cháo nè, chăm con cháu, tập ăn nó cứ sờ tay chỉ cháo, làm bấy lui chết, làm phai chết, bà, group bay group giang ra ngay cháo cứ lui group bay group giang xuống bay tại Facebook xuống bay tại tập quan xuống cúng nó còn bị lui thôi chẳng nói ai tại như rung thả bàn như rung thả bạn chỉ chèo vay mua sản phẩm mấy đồng đóng kia nữa chỉ cả đô này cả bàn nơi liệp sạc đã tu này tí bọn sản nó kia thôi cũng bài cũng chẳng chứng nhận cho chôn mua chúng muốn đại quạt bạt băng nơi nẹt sạc đang một tí bạt băng nơi bẩn lưng chỉ khăm ái nó còn lụt theo bẩn lưng quạt chỉ khăm ái bạn bẩn lưng quạt chỉ khăm ái nó cứ khơi thôi sạc cam thêm nhau ra hàng cho mua hơn sản chúng nuốt ai thơm chấm đuôi oi sọt san chấm đuôi oi phai sịp han chương vun chấm đuôi oi phai vẩn nã chấm đuôi oi à khăn sa văn ấy chị đám cứ buồn nó thơ được mà này thơ càng nghe chấm đuôi buồn đông bà thơ chấm đuôi buồn nó nhưng cất tha buồn đại nè đại hôn san tinh khắp ban đòi đòi bật bọc cọt á nè đòi bật bọc cọt đại hôn san chặt tóc tha chi anh cô một đông mà bà chị anh cô một đông rồi có chia sạch ôi mà đông đại hôn san tinh ban nhập tới thì luôn anh khai chỉ anh cô men chỉ anh trai men nó bầm rạ hôn san rồi smart smart nó cứ ban đấy tha bắt bắt con luôn anh chỉ khăm ai bật lưng luôn anh chỉ khăm ai bầm tích luôn anh lọp miếng đại cả đông tự tiện nhưng cao tại tơ rui tại tại chụp buộc nhom mất chụp lọp luôn nó chụp cái nắp bạc bên chân chuôn chương mà pay cho năm chấm đi tơ ăn rui chứ sắm đai thằng cai ban đi dây phía xa tinh tụi ban con tại bệ đông bỏ mặt khu cả ba nó với tơ ăn rồi nhá bà bốn giống như trăng mà khuyên như trăng mà hay ao từ thưa rừng ai vô từ thoi đã bị chia bỏ rót hay ao từ đáo kiên co mà đưa ao từ hai hôm cho luôn môi cái nắp bà bị chia chung nhóm tơ ăn rồi chứ bà bốn nhóm tơ ăn rồi mà đó nhóm tơ ăn rồi chứ nhóm tơ ăn rồi nhóm khơi thật chết nhóm nơi bị mục đã chết nơi bị mục thà chết với sầm khăn chương tầm nay tôi là tí khi ông nó tiết hay dương ấy có sạc cam sầm bao mà lấy ao kia đại kia miền khu khóa chiêm cho chi ả giòn chi duân nước thơ tư dương đại miền bên đông chiêm vào mặt cho khăm ai nó bằng cái tinh bán đôi xa cầm niệm em xem tư ấy xem tư chạm thật si bạc hai nó tư thơ ca đó cái ao thơ ấy thơ nó tư bằng tự đa tu nữa tì sạc cam được là khai nhung khôi nhú sầm bao mà nó bà cho chỗ được cái nạp bạc chi chuyên sật dốc xong là suy thôi chịu bọc cỏ cho là cho bà can xong là đạch luôn tranh bình toàn đất xong đằng suy này khá tham bạn mọc chuyên chỉ chuyên phía khuôn nơi khai sốc mà đó là một rích mà đó là Australia, New Zealand ấy đòi xa tái chưa tàm kênh trẻ yên chưa tàm lòng ri chưa tam sầm là si hay bạc cả đại khôn trên bề sầm là gì hay khi chúng về rất tệ ở sầm hơi mệt thế này bà bố đó à khá ha vì mình đang từ qua sầm là gì mình đang biết tầm đại tầm đông cho mũi sầm là gì cho mũi yên chạy yên cho mũi nẹt na thằng nó còn pull nẹt mình tray mê top đại smart trong cho mũi sầm là gì
ສົມໃບຕາມດອງກໍຄຽນພໍບັນດາເປໄປຈັ່ງໄປຈູບຫົນສານຈັ່ງບັນລຸຍຫົນສານຕໍາໄນຕຸນະຕີໄປຫົນສານເປນິໃຫຍ່ໄປເລື່ອງນັ້ນຈອບສໍາລະສີຈຸມຫນຶ່ງຍົມກຶດຖ້າເມດດັກນ້ອມປະຈາດຕຶກນັ້ນກະບັດຈິດລະຮອບຮອຍຈະນອນນັ້ນກະເວສອັບສໍາລະສີສອັບສໍາລະສີປັນໄດປະກາດສະກໍາພິມນະໂຍບາຍມາອ້າຍອ້າຍມະນຶກຫມູ່ຈໍານວນນັ້ນຄື និយាយពីសមសីនិយាយភ្ជាប់ជាមួយឈ្មោះសមសីផ្ដាច់ខ្លួនពីសមសីក្រែងអស់លោកកាត់ទោសសមសីជាប់គុកចិត្ត100ឆ្នាំមិនតែឯងតឡាការកាត់ទោសសមអ្នកស្ដាប់20 30ឆ្នាំហើយ6 7តឡាការ6 7ដងនឹងអញ្ចឹងសរុបទៅវាចិត្ត100ឆ្នាំម្នាក់ហើយកែគិតថាសមសីមិនអាចចូលស្រុកបានទេចាំបាច់ព្យាយាមកាត់ផ្ដាច់ ចេញពីសមាសីទៅអីទៀតបើសមាសីនៅក្រៅស្រុកបាទក្រុមសមាសីនៅក្រៅស្រុកបាទគាត់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយការទូការបោះទៅជារឿងរបស់គាត់នៅក្រៅស្រុកតើវាអត់មានទៅប៉ះពាល់ឯនយោបាយអស់លោកនៅក្នុងស្រុកនោះទេអញ្ចឹងឯងក៏ភ័យខ្លាចដែរព្យាយាមឲ្យផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសមាសីពីតន់ពីសមាសីទៀតថាតើកាលណាបើយល់រំថានៅមានវាតមានសមាសីទេគឺបានន័យថាអ្នកផ្សេងផ្សេងគឺ គេលើកលែងឲ្យណាចូលសែននឹងគេនិយាយអញ្ចឹងថាអ្នកផ្សេងផ្សេងគេលើកឲ្យលើកលែងទោះឲ្យគេអត់អន់ឲ្យបានទាំងអស់លើកលែងតែសមាសីមួយគេនិយាយថាក្បត់ជាតិ3ជំនាន់គឺអត់អាចអត់អន់បានឲ្យបានទេសូម្បីតែអស់ផែនដីអស់ទឹកដីនេះក៏ដោយអស់ទឹកដីអស់ផែនដីក៏ដោយក៏គេមិនអាចអត់អន់លើកលែងឲ្យសមាសីបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នា ទឹកកិត្តចារណាចំណេញបានន័យថាហ៊ុនសែននេះគឺបានន័យប្រកាសរឿងកើតរឿងកើតតំណារឿងអត់របៀបតំណោះបុគ្គលបង្កើតរឿងតំណោះបុគ្គលជាជាងកើតរឿងផលប្រយោជន៍ជាតិព្រោះសមាសីក៏កើតរឿងជាតិផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ជាតិប្រកបតែគាត់តស៊ូនយោបាយលះបង់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងយើងខ្លឹងគ្នាតែរឿងសមាសីនិងហ៊ុនសែនខ្លឹងទៅ មួយជីវិតនយោបាយហ៊ុនសែនតើបំផ្លាញចិត្តអីខ្លះបំផ្លាញចិត្តដល់កម្រិតណាហើយមួយជីវិតរបស់សមាសីតើគាត់បានទៅរួមចំណែកអីបំផ្លាញចិត្តសូម្បីតែដើមឈើមកដើមក៏មិនបានកាប់លក់ផងហ្នឹងសូម្បីដុំថ្មមកដុំបង្គោវត្តក៏មិនបានយកទៅលក់ផងហ្នឹងនេះចុះហ៊ុនសែននឹងលក់បំផ្លាញចិត្តកម្រិតណា ក្រៅតែពីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើរ៉ែកកោះកាយលុបបឹងលុបសមុទ្រលុបទន្លេប្លន់ដីពាជីវរដ្ឋលុបដីជាតិបំផ្លាញគុណបាយគ្រប់យ៉ាងកាត់ព្រំដែនកាត់ទឹកដីឲ្យគេហ្នឹងតើហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិកម្រិតណាបើយើងប្រៀបធៀបហ្លឹងពីហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបែរជាមកចោតប្រកាន់អ្នកដែលអត់មានបានរួមចំណែកបំផ្លាញជាតិទៅជាគេហៅថាជាតន់ដឹកក្បត់ជាតិ3ជំនាន់បងប្អូនអញ្ចឹងហើយចំណុចហ្នឹងហើយសូមផ្ញើសារដល់បងប្
បាទស្លាញ់ចិត្តសមត្ថភាពត្រង់ជាមួយចិត្តខ្មែរហ្នឹងគឺសូមយើងគ្រប់គ្រងសមាជិកទាំងអស់គ្នាតំណាងរបស់សមាជិកនីយោបាយរបស់សមាជិកទាំងអស់គ្នាណាគ្រប់គ្រងឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងធ្វើយ៉ាងណាគឺយកសមាជិកទៅបដូរយកមេត្តាភូមិយើងបដូរយកមេត្តាភូមិយកទឹកដីយកប្រជារដ្ឋយើងបដូរយកមេត្តាភូមិទឹកដីនិងការពារអាយុជីវិតប្រជារដ្ឋខ្មែរយើងរាប់លានអ្នកហ្នឹង ຈັ່ງຍັງຍັງຍັງຄອນໂທຣສາມຊີມຸຍຍົກຊີວິດສາມຊີມຸຍຍົກຕະປດໍຕຸສາມຊີກໍດັກຊີວິດໃຫ້ກໍກໍບໍ່ຊີຊີວິດຈົ່ງກ້ອຍດັ່ງໃບຊີດເມດທະພູມຂອງກໍສອບថ្ងៃນັ້ນឲ្យກໍໂຕໄປນາສອບຄ້າກໍໂຕໄປນາກໍໂຈລບ້ານຕະກໍໂຕໂຕឲ្យກໍໂຕຈອບຄຸກກໍໄດ້ໂຕຢ່າງນາກໍກໍໂຕໄດ້ທໍາໄມឲ្យແຕ່ກໍບ້ານອາກາດການປີຕຶກໃດຄ້າມໃນປະຈິບຂອງຄ້າມ អញ្ចឹងយើងគ្រប់តរគ្រប់តរសំស៊ីមួយគឺដូចយើងការពារសំស៊ីមួយគឺការពារទឹកដីខ្មែរព្រោះហ៊ុនសែនយកទឹកដីខ្មែរទាំងមូលផែនដីទាំងមូលនឹងយកមកបដូរដើម្បីទុកកុំឲ្យសំស៊ីចូលស្រុកការពារបើសំស៊ីចូលស្រុកណាហ៊ុនសែនដល់ដល់ដល់ស្រាប់ប៉ុណ្ណឹងណាសំដីគាត់និយាយគាត់ថាទូអីទូអស់ផែនដីក៏ដោយក៏មិនឲ្យអាកបាត់ជាតិ៣ចំណន់នឹងចូលស្រុកបានណាឃើញទេចឹងហើយសួរថាហ៊ុនសែនជីវិតអមតៈមែនទេ ជីវិតអមតៈមិនចេះស្លាប់មែនទេហ៊ុនសែនរងងាយបើប្រៀបធៀបសុខភាព
ជាមួយសមស៊ីនេះខុសមេឃហើយនឹងដីសមស៊ីគឺនៅសុខភាពរឹងមាំដើរផលជិះស្គីលេងកីឡារត់កីឡាហាត់ប្រាណមិនដើរដូចហ៊ុនសែនត្រុនមានអង្គរៈគ្រាពីមុខពីក្រោយរួមទូលបះជើងធួនតែពោះក៏ហៅថាទីទឹកនឹងទេគឺសមស៊ីនៅរឹងមាំបាទសមស៊ីនៅរឹងមាំសុខភាពគាត់នៅល្អណាអញ្ចឹងចាប់ធម្មជាតិណា យើងមើលឃើញថាហ៊ុនសែនកិច្ចអត់ផុតទៅហើយចាញ់សមាជិកបាត់ទៅហើយនឹងច្បាប់ធម្មជាតិណាហើយបើយើងពីច្បាប់កម្មផលវិញបណ្ដាសាពីប្រជាពលរដ្ឋបណ្ដាសាពីទុនធានធម្មជាតិដែលហ៊ុនសែនរួមកំណត់បំផ្លាញជាតិបំផ្លាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបង្កើតនៅភាពអយុត្តិធម៌ដល់ពលរដ្ឋខ្មែររាប់លាននាក់ណាជាពិសេសបានបង្កើតនៅវាលពិឃាតបីឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃជាមួយខ្មែរក្រហមណាសួរថា យល់រំថាសម្រេចអ្នកដែលរងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌ស្លាប់ទាំងជាចាប់នោះសួរថាសម្រេចពួកគេនឹងគេនឹងទៀមទារោគយុត្តិធម៌យ៉ាងម៉េចខ្លះទាំងឋានមនុស្សក៏ដោយទាំងឋាននរុក៏ដោយគឺគេបន្តទៀមទាពីហ៊ុនសែនជឿច្បាប់ធម្មជាតិគឺហ៊ុនសែនចាញ់រួចទៅហើយតែសមស៊ីរួចទៅហើយបាទសុខចិត្តថាហ៊ុនសែនយកផែនដីទាំងមូលយកមកដើម្បីទុកជាមួយសមស៊ី ហើយសូមឲ្យបងប្អូនជានរិកខ្មែរយើងទូទាំងនគរក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសក្តីគឺការពារសមស៊ីគ្រប់គ្រងសមស៊ីសូមឲ្យសមស៊ីគាត់យកជីវិតគាត់ទៅប្តូរយកអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងការពារប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់ឲ្យបានមានសិទ្ធិសេរីភាពមិនយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមបងប្អូនបាទបងប្អូនត្រូវដឹងថាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាបើនេថា គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាមានបុតប្រកាសនៅទីណាគឺបលឹងសមាសីនិងញៀនសមាសីនៅសន្ធិដ្ឋនៅទីនោះសូម្បីតែមិនមានវត្តមានគាត់ក៏ដោយក៏បលឹងស្មារតីសមាសីរុននៅជាអមតៈបាទបងប្អូនធ្វើចាំចាំពួកយើងដើម្បីការពារទឹកដីដើម្បីការពារសេរីភាពយុត្តិធម៌ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរងគ្រោះជឹងបលឹងគាត់ស្ថិតនៅកន្លែងហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកការពារគាត់គឺជាអ្នកស្វស្វែងពុះពៀ ដើម្បីទៀមទាឲ្យមានសេរីភាពយុត្តិធម៌ក្នុងការពារទឹកដីជូនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងគឺសូមចូលរួមគាំទ្រការពារសមរម្យទាំងអស់គ្នាដែរបាទដំណើរគោលដៅរបស់សមរម្យទៅផ្លូវណាក្នុងវិធីប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងគាំទ្រទៅបាទហើយគាត់មិនដែលមានដើរផ្លូវពីរផ្លូវបីទេក្នុងសង្គមជាតិតែគាត់មានគោលដៅតែមួយគឺសូមឲ្យបងប្អូនជួយរួមជាតិខ្មែរគ្នារួមគ្នាលើកសង្វៀនប្រជាធិបតេយ្យដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់រួមទៅ រួមកម្លាំងគ្នាបាទដើម្បីសង្គ្រោះទឹកដីយើងសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យមានសេរីភាពយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដបាទអូខេខ្ញុំសូមជួបរួមប៉ុណ្ណឹងហើយអត់បានមើលខមមិនអីឡាយទេហើយសូមអរគុណទាំងអស់បាទអរគុណ